Khoảng 2 giờ sáng nay, tại địa phận tiểu khu 42 Dường Quốc gia Cát Tiên, thuộc địa phận xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tổ tuần tra của trạm kiểm lâm cơ động phát hiện một nhóm khoảng 7 người có hành vi săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Lúc này, nhóm nghi can dùng dao, gây gỗ, bình xịt hơi cay, súng tự chế chống trả gây thương tích cho lực lượng tuần tra để tẩu thoát. Bước đầu, công an xác minh danh tính của năm trong số các nghi can gồm Trần Văn Tuấn, Trần Văn Trường, Nguyễn Văn Lộc, Trương Văn Danh và Đinh Văn Hùng độ tuổi từ 34 đến 45. Đến nay, Công an Quyền Tân Phú đã bắt nóng Trần Giang Tuấn, Đinh Giang Hùng và Trương Giang Danh về các hành vi săn bắt động vật quan dã trái phép, chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Tăng vật thu giữ gồm một con heo rừng, một con nai, bảy con treo, một con chuồn hương đã chết, một súng tự chế, hai con dao, hai bình xịt hơi cay. Hiện Công an Quyền Tân Phú đang tiếp tục xác minh truy bắt các nghi can còn lại để xử lý theo quy định.